Trận chung kết giải U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Những giờ qua, báo chí thế giới có nhiều bài viết đưa ra những dự đoán về trận đấu này. Phần lớn đều xếp U23 Việt Nam là đội cửa dưới. Trong đó, bài viết của cây bút thể thao Gapzintan trên tờ Fosport. Gapzintan dành rất nhiều mỹ từ ca ngợi lối chơi của U23 Uzbekistan. Sau 510 phút thi đấu tuyệt vời, trong đó có cả việc tham gia hai loạt sút luân lưu, U23 Việt Nam đã giành vé vào chung kết giải U23 châu Á. Dù tinh thần của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang lên cao, nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ được phép chủ quan trước U23 Uzbekistan. Bởi đối thủ của họ ở trận chung kết là đội có lối chơi bóng thần tốc và sáng tạo, Gapzintan nhận định. Tác giả này đánh giá U23 Việt Nam đã có những chiến thắng kỳ diệu chủ yếu tới từ tiền vệ Quang Hải. Trong khi đó, U23 Uzbekistan lại có lối chơi vô cùng sống động, là đội bóng có tính giải trí cao nhất giải đấu. Chuyên gia này cảnh báo mối nguy hiểm lớn nhất của U23 Việt Nam chính là Iasiboev, cầu thủ chạy cánh phải, người đã thể hiện màn trình diễn ấn tượng với 3 bàn thắng. Cầu thủ trẻ này hội tụ những phẩm chất của một ngôi sao chạy cánh hàng đầu, từ tốc độ, sự khéo léo đến khả năng dứt điểm. Tất cả đều ở mức tiệm cận hoàn hảo. Tác giả Gapzintan cho rằng, trong trận chung kết, hậu vệ Vũ Văn Thanh của U23 Việt Nam sẽ phải rất vất vả trước những pha bóng sáng tạo của Iasiboev. Trong những trận đấu trước đó, U23 Việt Nam cũng đều bị đánh giá là cửa dưới. Tuy nhiên nhờ lối chơi phòng ngự phản công khó chịu, cầu thủ của U23 đã biết tận dụng cơ hội và tỏa sáng đúng lúc để giành chiến thắng cho đội nhà. Đông đảo người hâm mộ Việt Nam vẫn dành trọn niềm tin vào các cầu thủ và mong toàn đội sẽ tiếp tục thi đấu như những chiến binh.